Rồi sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì những tín đồ của iOS, iPhone tối ngày hôm qua, ngày 14, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2019, Apple đã cho ra một phiên bản iOS 13 dành cho những thiết bị của mình. Ngoại trừ những chiếc iPhone từ iPhone 6 trở về trước chứ các bạn. iPhone 6S trở về sau sẽ được nâng cấp lên iOS 13. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật. Trước khi hướng dẫn cập nhật, mình sẽ cho những bạn mới xài iPhone một thông tin là các bạn sợ phải nâng cấp lên nó dính dính lỗi như những chiếc điện thoại. À, nhà mình bán quán thì mình ra bán hàng cái mình lại trở lại đây. Mình lại trở lại. Vừa nãy mình đang nói lên cái các bạn sợ nâng cấp lên nó sẽ có dính lỗi linh tinh. Nhìn tất cả những rồi thường thường là các bạn sẽ sợ sợ là nâng cấp lên nó sẽ dính một số lỗi lặt vặt linh tinh, nhưng các bạn yên tâm, nếu mà iOS là một cái hệ điều hành rất là độc cô cổ bại, theo mình nghĩ là độc cô cổ bại. Nó chỉ ra một hệ điều hành, tất cả các máy mình của các hãng sản xuất ra nó chỉ có ra một cái hệ điều hành, nên nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho cái hệ điều hành của mình các bạn. Trước khi ra người ta đã sử dụng rồi, người ta đã cho nhân viên trong công ty sử dụng rất là lâu rồi người ta mới công bố ra thị trường nha các bạn. Nếu mà có cái lỗi nhỏ linh tinh do các bạn phát sinh ra thì một thời gian rất ngắn thôi các bạn, một thời gian rất ngắn iPhone sẽ cho ra bản mới khắc phục được những cái nhược điểm hoặc cái lỗi ý mà các bạn vấp phải đó. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào để cập nhật phiên bản tối hôm qua. Như mọi người nói là tối hôm qua là có rồi phiên bản iOS 13 beta rồi các bạn. Rồi mình cập nhật thử nha, vào cài đặt chung các bạn, cập nhật phần mềm của mình là đang 12.3.1 đã tải về. À, 12.3 mình vẫn chưa cài này, bây giờ mình phải cài cái này trước các bạn. Cài là trước rồi mình, sau khi xong mình bấm dừng lại, để sau khi xong mình sẽ vào để cập nhật OS 13 xem có được. Khi cập nhật các bạn nên cắm cục sạc nha các bạn. Trong khi cập nhật các bạn nên cắm cục sạc để cho máy, nếu mà có lỡ mà pin mình không có dự trù được cái cục pin nó tắt đi một cái nó ảnh hưởng gây lỗi không đáng có nha các bạn. Đang cập nhật các bạn. Của mình chưa cập nhật phiên bản trước phiên bản iOS 13 nên bây giờ mình phải cập nhật trước 12.3.1 đáng rồi mình mới nâng cấp được iOS 13 nha các bạn. Cái iPhone của mình đã được cập nhật 12.3.1 rồi. Bây giờ mình thử vào xem cập nhật xem phiên bản 10 13 chấm có gì mới cho nha các bạn. Vô cài đặt cập nhật phần mềm các bạn. Mềm đã được cái. À, vậy là công bố chỉ là công bố rồi nha các bạn. Vẫn chưa có phiên bản 12 10 10 13 chấm nha. Bản 12.3.3.1 chưa có phiên bản 13 chấm nha các bạn. Rồi chào các bạn.
Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, mình sẽ giới thiệu các bạn phiên bản 13 chấm sẽ có cái gì mới. Nếu mà nó máy của bạn báo cập nhật, bạn cứ cập nhật bình thường các bạn, không sợ. Như mình đã nói như trên nha các bạn. Nhưng mà theo mình nghĩ là iPhone người ta rất cẩn thận trong những thiết bị của mình. Mình thử xem cái mình thử chơi game Alpha 9 trên cái iOS 12.3 này xem chơi sướng nha các bạn. Công nhận sướng thiệt iPhone. Cái đồ họa với cái cấu hình của cái máy iPhone. Sướng không các bạn? Trời ơi xuống. Mình vừa tải tải cái Alpha 9 này về chơi thử trên cái iOS 13, à cái iOS 12.3.1 này xem có đã không. Công nhận đã thật. Alpha 9 nha các bạn, không còn gì mà sướng mà. Chơi không sướng không ăn tiền luôn. Thôi chào các bạn nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn ở trong những video tiếp theo của Dũng Phá nha, Dũng Phá TV nha.